ขอดึงผมเรียนเรื่องขอดึงผมเรียนผมสามผมไหนดีดีนะไหนลุ่มSắp đến biển báo, tốc độ giới hạn 80 km/h. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Thưa bà con, thưa các bạn, chương trình của bà hôm nay có những nội dung chính như sau. Tốc độ giới hạn 80 km/h.Đây là dòng sông Lam nha mọi người. Sông Lam, bảy ngô sông Lam này. Đây, đây đường vào lòng dậy. Về đi em, về với quê anh. Được biết non xanh đường đây là sông Lam rồi mọi người. Về bên anh dòng sông Lam của quê hương mình này, rất là đẹp. Đến phía bên kia là một cuống nha. Đẹp chưa? Đẹp cái này
nhà rồng rồng mà sinh năm sáu năm thì cho tổ lên tí, cho tổ cá lên tí nha. Gốc đẹp. Đấy, người bắt ông này vừa hôm hai ba tiền rồi cái này ba triệu.